dịp mà ghé thăm vào nhà anh Nghĩa Đình chơi thì bạn sẽ có bữa cơm, không biết là ăn cái gì đây, có gì ăn đấy. Bây giờ xuống xe rồi, bây giờ mà phải đón xe, đang đứng ở đường cao tốc vào nhà Nghĩa Đình, chưa có xe đón. Đi một đoạn nữa đón xe về Bắc Ninh. Đang tìm cái xe ôm hoặc là taxi nào. Chú ơi, chú đi về Bắc Ninh với chú ơi. Sau một hồi đón xe, đi bộ đón xe, bây giờ đến chỗ này. Từ đây cách chùa Phật Tích gần nhà anh Nghĩa Đình tầm khoảng 5 km nữa. Về đang chờ anh Nghĩa Đình ra đón xe. 5 km nữa. Đây. Đúng rồi. Đây rồi. Chào bác. Đây. Đây đi. Đây là bác Nghĩa Đình à. Thế là em từ ở Hà Nội về à? Đi em á. Theo đi theo hướng cái gì nhỉ? Hải Dương. Hải Dương nhưng mà đi Hải Dương xong là xuống số đường cao tốc là chỗ đường cao tốc thì đi một bộ một đoạn. Đi bộ thì mới xuống được. Anh phải qua đối bên kia, anh ở Bắc Ninh nếu mà từ trên thành phố về thì phải qua bên kia. Bắt xe về nhanh thế mà. À. Chỗ này đồng vườn đông xe nhỉ? Đây là bảo khu công nghiệp. Chưa. Đường Thích nhá. Em chưa bao giờ đã đến đây rồi đâu. Chào mọi người nhé. Lần đầu tiên đến Bắc Ninh này, nghe Bắc Ninh nhiều lắm rồi. À, tới nơi rồi, bây giờ vào nhà bác Nghĩa Đình à. Đấy, nhà đây. Đó. Anh là trường hợp mà cái hôm làm loa là nói em là người già xấu xí đấy thì đúng. Rồi. Thế được rồi, không được rồi, thế này cậu lại không được rồi. 6m, 6m rưỡi. Thế là ổn rồi. Không ai. Ủa đi. Tuyệt vời rồi. Chặt. Ủa cái này nó bắt em uống gì? Rồi em uống này. Về rượu không uống được, lấy cái này thay để chút sức khỏe bác. Chị và cháu rồi. Ờ, chị với cháu là kia. Anh trai hay gái? Trai. Cháu gái, trai hay cháu gái? Anh hai cháu trai. Hai cháu trai, ui thế. Khánh thì chưa đến Bắc Ninh bao giờ? Em chưa. À. Đi Hà Nội thì chỉ đi qua thôi. À. Hôm qua được ăn bữa cơm, uống trận rượu ngon quá. Được ngủ rất ngon anh. Sáng nay được bác Nghĩa dẫn đi ăn sáng như ăn trưa luôn. Ăn lòng, lòng sao, dưa. Bây giờ là anh em chuẩn bị về. Đang ở nhà Bác Nghĩa cũng đang chuẩn bị đi Hà Nội thăm vợ em, con cháu. À. Tôi đang nói chuyện với mọi người. À vâng. Lên kênh. Con xin chào tất cả quý cộng đoàn nhé. Dạ hai anh em con chuẩn bị đưa anh em ra chỗ bến xe. Rồi con này chuẩn bị con đi ra Hà Nội có chút việc. Ủa đến nhà bác chơi bác lại cần mua quà cho này. Ui giời. Đặc sản. Bánh trưng. Ở bánh trưng. Hai anh em đang hai túi miền Bắc Ninh. Và cảm ơn bác Gia Đình nhiều nhá. Có gì vừa đâu, cho em. Ăn này, vừa cho uống này. Vừa cho đi chơi chứ. Bảo có gì đâu anh em mình đến với nhau nên này là quý lắm rồi đấy. Anh em đã hy mất chút thời gian đã tới gia đình anh này, anh rất là quý. Thì bây giờ anh em chỉ bị ra xe thôi. Bắt xe ra cầu Đồng Xem. Cầu Dương nháy cho anh hai em kiểu. Đây hai anh em đang ở cầu 18 thuộc Bắc Ninh.
đón xe chỗ đường cao tốc đi về Quảng Ninh đấy. Ngay phía xa xa cái biển kia là dân ca Quan Hào Bắc Ninh, biển to đùng kìa. Đấy. Thành phố, anh hùng thành phố, anh hùng thành phố Bắc Ninh anh hùng, đô thị loại một phát triển. Đằng sau, người nhìn đằng sau. Đẹp chưa?